các buổi giờ. Cậu đã bị bắt, bỏ cái thùng xuống, lùi lên đằng sau 2 bước, lùi. Làm cái gì vậy? Dạ con đi bỏ rác chú. Rác nào mà mày để cả khiên cả lố ở trong cái thùng đó? Dạ ừ? Thì rác chú. Rác hả? Dạ. Tập hợp. Có mặt. Chào đồng chí. Yêu cầu đồng chí bước về phía trước 5 bước lục soát giùm cho tôi. Bước. Lục soát cho kỹ cho ta. Có hiểu tiếng Việt không? Sao chú? Lục soát. Môi từng món ra đây coi đó. Ôi trời đất ơi, khỏi lục nữa. Gì đây hả Nam? Dạ máy quạt mà nó cũng xì rồi chú. Tủ á? Nhiêu tuổi chú? Nó sinh từ năm 1989 đó. Trời, mẹ còn chưa chịu bỏ đi nữa, nhìn giống sắt vụn quá. Trời, cái này cho bà già trai bà không thèm lấy nữa chú, giữ làm gì? Tao chọi 2 cái ly vô đầu 2 đứa mày, mày tin không? Tao không còn biết. Cái gì cũng dục được hết trơn á, riêng cái này phải giữ lại cho tao. Trong này còn gì không? Ba gấu bông, gấu ơ rồi gì đây? Đồ sắc dụng nè. Rồi, quăng này quăng đi. Còn này đứa nào đụng vô, chết với tao đó. Mày, vô trong. Thằng này, dục rác. Móc nói với bà bán ve chai hay gì mà gom đồ nhà tao đem đi. Tụi bay định chôm đồ nhà tao hả? Tự nhiên nó này kỳ vậy ta. Mày nhìn cái gì? Định trà đồ nhôm nữa hả? Có cái gì đâu, cái quạt của người ta dán lại chút xíu rồi nó xong chứ gì đâu mà. Đó. Đó. Ha. 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 Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái quạt người ta chạy im re vậy đó, bắt đầu đi dục 8 con ngựa chạy không lại cái quạt tao, nó thiệt sự. Cái gì vậy hả con mẹ già? Sao bà tối ngày bà kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Tôi kiếm chuyện với ông. Chứ ai? Tôi vừa lấy cái quần tôi chọi vô cây quạt của ông. Ông khó chịu lắm hả? Trời đất ơi, còn hỏi nó, con mẹ này mắc ngay vậy ta. Vậy thì ông lấy cái quần của ông chọi vô cái bảng hiệu của tôi đó rồi ông tính làm sao? Bà có bị điên không? Ê con mẹ già đừng có vu khống nha. Hồi đó giờ là tôi trung trinh tiết liệt. Tôi bận là chỉ bận quần dài, không có bận quần đùi nha. Ông đừng có xạo. Tôi thấy rõ ràng ông mặc cái quần sọt này ha. Ông chạy bộ ngoài công viên Gia Định, ông còn dẫn chó đi nữa. Mà ông nói làm sao? Ông chối hả? Bà có tả lộn Lý Đức không? Tôi là tôi không bao giờ mà tôi chạy. Ê, ủa cái quần này giống quần. Ủa, cái quần của tôi. Đó. Đó, thấy chưa? Ông rõ ràng là ông kiếm chuyện với tôi. Ông lấy cái quần, ông chùm lên cái bảng hiệu của tôi để làm gì? Ông trù, ông ếm tôi để tôi không ngóc đầu nổi với thiên hạ, đúng không? Thôi đâu mẹ, không cần ai trù ai ếm bà, cái nọng cà bà nó cũng ghị cuộc đời bà đi xuống là không có ngóc được đâu má. Cái tội của ông phải xử. Tôi bắt ông phải ăn cho sạch cái quần này rồi tôi mới về. Bà im nó để tôi giải quyết chuyện gia đình tôi. Mệt. Tự nhiên cái giải quyết. Ê, cái gì vậy? Công an ở đâu vậy? Chết rồi. Cái nón bảo hiểm của tôi đâu? Cái nón bảo hiểm của tôi đâu? Phải công an tới kìa. Trời ơi. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Cô tự nhiên cái tôi thổi kèn cái bà nhào vô bà công an là sao? Sợ cái tiếng kèn. Sợ tiếng kèn. Mắc cái mớ gì? Đi kiếm cái nón bảo hiểm. Nhớ nghề cũ đúng không? Sao biết? Cứ hễ mà cứ ai mà thổi kèn cái là bà kiếm nón bảo hiểm bà chạy. Trời đất, có con mẹ này. Ông suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ vậy chứ gì nữa. Ngày xưa tôi bán nón bảo hiểm lề đường. Trời ơi, thổi kèn là trật tự tới, công an tới phải chạy chứ. Suy nghĩ bậy bạ bà gì cái đầu ông á. Sao bỏ tôi đi ra rồi. Làm cái gì ra trễ 2 nhịp? Dạ thưa chỉ huy. Tôi bận làm việc đại sự. Kể cho tôi nghe. Sự tích cái quần. À, con nhớ rồi chú. À, nhớ rồi. Hôm qua cái quần này là chính tay con giặt. Xong lúc mà con lấy vô cái quần trộm cắp, ác ôm nào lấy mất tiêu. Vợ trả lại đúng không? Giờ trả lại đúng chú. Chú nói con đi. Con lẫn ống quần, con xăng tay áo, con bẻ cổ cho chú coi. Ây da, đau quá. Ôi da, trời ơi, sợ quá. Bẻ cổ tao nè. Tao đem tao trả nè. Vậy coi như nãy giờ con chưa nói gì đi. Lanh lanh cái miệng mày hay lắm. Nhưng mà dì Ngọc cũng kỳ nữa. Cái gì kỳ? Thích cái gì của chú vàng không thích, nhưng thích quần xà lõn. Nha. Ê, nó nói tôi mới phát hiện nha. Ê, cái gì? Thì ra là bà một con mẹ già biến thái. Bà mê cái quần xà lõn có hình trái chuối. Em thích chuối tây chuối tà, anh mang chuối cho em nha. Tao ghé cái ghế này tao đập lên đầu tụi mày à, luôn đập lên đầu ông già này nữa. Ông bị khùng hả? Tụi mày ha, đúng là gặm máu phun người ha. Đem qua trù ếm tao, bây giờ tao bắt quả tang rồi ha. Bây giờ ai còn nói tao bà. Bây giờ còn nói là nói tôi vậy nữa đó. Ông đừng có nói cái miệng ông. Bây giờ tôi phải lấy cái miệng này, tôi trồng lên đầu ông. Dạ tôi phải nói là ông đừng có nói là ông giận với tôi. Sao giờ mày. Trời ơi, rốt cuộc cái chuyện gì xảy ra vậy nè? Hồi nãy hai ông bà cãi nhau, đạp dây điện xong cái nhắm mắt xuôi tai vậy luôn nè. Giờ nói gì nữa, đưa đi cấp cứu. Cái gì vậy trời đất ơi là trời. Cái gì vậy nè trời, cái gì vậy nè trời. Sao chú cháu mày hành hạ tao vậy? Trời ơi trời, con mẹ hèn. Con voi rừng tánh linh, con cá voi chết sình. Bà đâu bà trốn tôi kỹ nha. Trời đất ơi thằng cha vàng. Ông đâu rồi bước ra tôi chồng đầu á. Ai cho phép tụi bay để cái gương ở đây? Có cái gương nào đâu chú. Sao kỳ vậy nè. Kỳ cái gì mà kỳ. Trời đất ơi. Trời đất ơi sao kỳ vậy. Sao? Ủa sao. Ai làm gì đó cha. Thì tôi coi thử coi sao bà sao kỳ vậy nè. Chuyện gì vậy cha già. Ông làm cái gì tôi. Trời ơi mấy người nha. Trời ơi mấy người đem cái quần này, mấy người chồng lên chứ cái bảng hiệu nhà tôi. Rồi xong bây giờ mấy người trù ếm sao bây giờ. Tự nhiên cái tôi ra vậy luôn nè. Bà đừng có ngậm máu phun người nha. Bà qua đây bà kiếm chuyện bà quậy. Rồi bà bay ra cái trò này đúng không. Trời ơi cái gì mà nó xiết à. Khó chịu quá. Hai cái tay vừa vậy. Hai cái tay vô. Bà làm cái gì vậy? Kể từ bây giờ nha, ông mà lấy hai cái tay ông đụng với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đó là tôi sạc. Ê, nè nghe tôi cấm bà nghe. Sao tự nhiên bà là tôi là bà kỳ vậy? Cái gì vậy trời? Ê, chắc phải đưa ông bà đi điều trị bác sĩ tâm lý quá. Đưa mày đi á. Tụi mày á. Rồi nào ông nào bà. Bác khám nãy giờ bác khám ra bệnh chưa? Thôi bây giờ vậy đi. Ông ngồi để đàng hoàng coi. Ủa? Vừa phải thôi. Đang ăn mặc trong bộ đồ của tôi đó. Ngồi xuống coi. Bộ đồ gì mà nó ôm nó chật chích mẹ. Nóng muốn chết vậy. Cô có gì mà cô. Ổng là đàn ông còn tôi đàn bà. Tôi là đàn ông. Cái gì? Là cái ý của bác có nghĩa là đây là ý cái gì trơn trội. Cái quỷ này nó mệt muốn chết. Ê, nè. Cái này nó nón này nón hàng hiệu của tôi à nghe. Hiệu cái gì? Hiệu bánh tiêu hay gì mà hôi gình nè. Hiệu bánh tiêu sao bà biết đúng cái hiệu của nó rồi đó. Ủa sao xưng bằng bà? À tôi nói rồi tôi là đàn ông. Còn bà là đàn bà. Là ý của cô nghĩa là cô đàn bà mà tính đàn ông đúng không? Không cái đó là khác nữa. Còn cái này là tôi là đàn ông mà tính đàn ông. Còn đây là đàn không, bà mà tính ông. Cái này đàn bà mà. Kỳ quá à. Đây là đàn bà nè. Đàn bà à, là dạng như đàn ông mà sống cái tính tình kỳ cục gọi là đàn ông tính đàn bà. Không có tính này mới là đàn bà thiệt nè. Là cái tính đàn bà quá người ta kêu đàn bà đúng không. Xuống đây ngồi coi. Mình đi khám là mình nhờ vả người ta chứ không phải người ta nhờ vả mình. Bà dạ, xong cái nói đúng đi rồi tôi xuống. Cái nết kêu bà đàn bà đi. Ủa mà tự nhiên giờ thiệt tôi năn nỉ bác chú bằng đàn bà kỳ thấy mồ đó. Không có, bác nghe tôi đi. Không thôi bà đứng tới khuya đó. Lẹ lẹ đi, để bác sĩ còn về ăn phia nữa. Hồi nãy giờ bác sĩ khám ra bệnh của tôi chưa? Bây giờ đó là con thấy gọi giờ xưng hô sao bây giờ? Thôi giờ con kêu bằng bây giờ con bằng bạn đi. Trời, tự nhiên kêu bằng bạn. Bằng mà không bằng lòng không? Thì bây giờ tao con kêu bằng bác đi. Bác này với bác bên kia ha. Thôi bây giờ trước khi mà gọi là cái chuyện này mà xã hội chấp nhận á, thì giờ con chấp nhận trước đi. Xã hội luôn chấp nhận. Anh em trong xã hội của tôi nhiều lắm. Yên tâm. Bây giờ chỉ cần bác sĩ chấp nhận trước thôi, còn chuyện còn lại tôi tự thăm mau. Rồi bây giờ con bắt đầu con coi nè. Bây giờ nó mới vô nó coi đó. Bây giờ bác á là cái tình trạng tính á là tính qua thể hiện cái tình trạng với tính chọi á. Chọi thì nó có gồm là A lớn là với A nhỏ tạo thành hai bốn giao tử là A lớn A nhỏ hai lần, A lớn với A nhỏ đó là xong rồi đó, bốn cái đó. Tỷ lệ là 1/2, 1/4 với 1/2. Đúng rồi đó. Bác nãy giờ bác nói bác hiểu không? Không. Không hiểu mẹ vậy hết trơn, gì mà A lớn A nhỏ vậy A còng gì tùm lum hết. Bác chơi với một cái người bạn đời như vậy là bác không hiểu. Ê, không có bạn đời bây giờ nha, bà ông nói gì một cái tôi khô máu với ông liền đó. Là cái dạng như là ở đời mà có một người bạn như vậy mình phải chân. Đã nói là không có phải là bạn. Ủa vậy sao mà gặp nhau hoài được vậy ta? Tại bệnh chung. Rồi thôi bây giờ con vô bệnh đi nha. Cái tình trạng bệnh của bác Tám á là nó là dạng cái giới tính nó chọi. Xác định cái giới tính á là người ta xác định theo cái nhiễm sắc thể, chứ không ai xác định theo cái tính trạng chọi, tính trạng lặng á. Đúng rồi, cái nhiễm sắc thể X là tương đương với con gái, nhiễm sắc thể Y là tương đương với con trai. Từ khi lai giữa X với XY là giữa một người đàn ông và một người đàn bà sẽ tạo ra bốn hợp tử là XX, XY và XY, sau đó là XX. Thì người ta xác định là không có giao tử, không có cái chuyện mà nhiễm sắc thể Y, cho nên là tạm thời loại điền phần còn có 3 phần. Gia xác định XX là nữ rặc nè, XY là nam nè. Đó, còn mà XY là nhiều khi là giới tính chưa xác định được. Rồi biết tôi là gì không? Bác là gì? Hay răng lời. Ủa? Là cái gì vậy cha? Nãy giờ người ta nói là cái bên trong giới tính. Nhưng mà khoan, nói nghe nè, hồi nào giờ công nhận nha, tôi biết bà mấy chục năm bà ngu chích mẹ luôn á. Mà sao lần đầu tiên cái vụ này bà hay quá vậy? Trời đất ơi, cái gì tôi cũng dở hết, chỉ có cái môn là sinh học là tôi giỏi thôi. Mà sao bác là bên trong là nam nhưng mà cái xác của bác là nữ mà bác. Bây giờ gì đi, tôi nói gì cho bác sĩ dễ hiểu. Tôi với bà này là hàng xóm, qua chuẩn bị đánh lộn với nhau rồi. Nói cái gì dài dòng vô không vô câu chuyện này, nghe giải thích vậy đơn giản. Trời ơi sao mà để tôi nói chứ. Bác sĩ tập trung nghe tôi giải thích. Người đàn bà giải thích dễ hiểu vô cùng. Là tôi với ổng là hai con người. Tôi nè, tôi đang bị giam trong cái thân xác của ổng, còn ổng là đang bị giam trong cái thân xác của tôi. Tôi và ổng quán qua cái hồn tôi nhập vô cái xác ổng, cái xác ổng nhập vô cái hồn tôi, và hai tôi là giống như hồn. Thôi đi đó. Bà nói nãy giờ y như cái vụ XY vậy đó. Để tôi nói cho bác nói. Bà chuẩn bị bà chồng cái quần lên đầu tôi thì tôi với bà giật qua giật lại, đạp vô cọng dây điện, ngay cây quạt nó giật tưng cái mỏ luôn, đầu hết trơn. Thì bây giờ đổi qua đổi lại luôn đó. Bây giờ tôi cái vấn đề là tôi muốn gặp bác sĩ để đổi lại cho tụi tôi. Hồi xưa giờ con nghiệp vụ con nhiều lắm nha. Mà mấy bác vô mấy bác giải thích tùm la, người ta nói càng không hiểu là càng dẫn chứng nó dễ hiểu, còn bác càng dẫn chứng cụ thể con lại càng không hiểu. Bây giờ gì đi chú, nói về cái này là cái hệ tâm linh, mấy người bị tâm bệnh. Con có đem theo đồ nghề. Tại sao con đem cái thùng này? Đây đồ nghề. Lấy ra giờ đi. Á là con đem theo một cái này, vật này. Nhắm mắt lại đi. Trời con đem cái vật này ra là như là chỉ được thấy khi mà đem ra thôi. Rút cái khăn ra, rút cái khăn ra. Ông còn lộn này lộn, bởi vì nó tròn giống nhau. Đưa con cái khăn lại, đưa con cái khăn lại. Trời mệt nó quá thiệt sự á. Rồi nè. Rồi thôi nè. Rồi rút ra. Đó, đây là cái quả cầu. Cái quả cầu này sẽ nhìn thấu đáo được bệnh tình, không rớt nó bể một cái hết coi. Đặt lên cái đó rồi xong. Rồi xong. Hay ha ta. Rồi bây giờ con có một cái bộ bài. Cái bộ bài này bên châu Âu, phương Tây người ta gửi về. Con nhìn vô bộ bài này thì con sẽ biết được. Trời ơi sẽ... bài mà xào vậy rồi sai mà thiệt. Chán trường quá. Ôi, trời quá. Ủa sao mà làm vậy? Ôi không phải vậy đâu. Để rồi. Thôi giờ thôi không phải vậy. Tôi đặt 500. Tôi đặt 500. Mình đến xì dách. Không. Kéo khuya xong về. Kéo đi. Hả? Không được. Cái này là cái bài người ta coi vận mệnh. Người ta coi gọi là cái tướng số, cái vận mệnh, cái nhân số học. Cha không á, cha hay lắm thấy bài cái là cha kêu tôi chia hả? Bà là bà chụp trước lên cái nết của bà ham đánh bài lắm. Hồi nãy con thấy bác xào rất là điêu luyện cái bộ bài này, muốn coi là phải cầu phải xin. Cái này con phải gửi cái thông điệp của con đến với vũ trụ, rồi vũ trụ mới gửi cái thông điệp về cái bộ bài thì nó sẽ đưa ra những cái kết luận để tiên đoán cái vận mệnh của hai bác. Bây giờ cái vận mệnh của hai bác đã bị hoán đổi rồi thì cái tử vi nó cũng đã đổi rồi. Nhưng mà tôi nói nghe nè, bây giờ đợi gửi lên vũ trụ gửi về, không mấy bác sĩ gửi mail riêng cho tụi tôi được không? Không, có nghĩa là cái cách con gọi nôm na là gửi vũ trụ chứ không phải cái đường đi xa lên vũ trụ, gửi thông điệp lên thôi, nhưng mà vũ trụ sẽ gửi về cho con liền. Trời này làm như anten chịu hiền cáp vậy, nó gửi lên gửi xuống đó. À, bây giờ mà coi đi con, bây giờ con thôi coi đi, coi nha, con coi nha. Rồi đó, rồi tôi đặt 500. Không có đặt, đặt cái vận mệnh, đặt nửa cái cuộc đời, tôi cược cả cuộc đời tôi. Bây giờ bác này ba lá, bác tím ba lá, bác xám ba lá, lỏng không có nặng, không có nặng. Bài này là bài vận mệnh cuộc đời mình, nặng nó đâu có tăng tuổi thọ đâu mà nặng. Tôi biết mà, làm gì bài này có nút mà nặng đúng không? Hình không, tôi ba tay. Trời ơi, không có phải cái là ba cái vị thần. Thôi bây giờ thôi con... mời qua dẹp cái này giùm tôi cái đi, coi cái này giùm đi cho nó lẹ nè. Nó giờ con thấy rõ nè. Con coi mà gặp hai bác không có tập trung thôi, con dẹp cái bộ bài này vô đi. Người bầu bài này chỉ phù hợp coi với những người mà cái tánh tình nó nhu mì. Hai bác sống vội quá, hai bác coi đây không được đâu. Bây giờ coi bằng cái quả cầu, coi cái quả cầu. Bây giờ nhìn cái quả cầu này sẽ thấy được thấu đáo cuộc đời của hai bác. Rồi bây giờ con nhìn qua cái quả cầu con thấy được là trong lúc ngày xưa trước khi hoán đổi cái thân xác này nè, hoán đổi cái linh hồn rồi nè, là hai bác sống chỉ biết nghĩ cho mình thôi, nó không có biết nghĩ cho những người xung quanh, đặc biệt là những người trong gia đình, là con, là cháu, là những người thân của mình. Cho nên bây giờ con nghĩ không còn cách nào để giúp cho hai bác trở lại được đâu. Nếu như hai bác cứ như vậy hoài. Cậu ơi, bây giờ là cậu xác định được đó, nhưng mà có cái cách nào? Bây giờ con nhìn ra được luôn là trong cái hình hài đàn ông như vậy là một cái người phụ nữ. Bác thấy nó đúng không? Quá trời đúng rồi, thiệt đúng rồi. Còn cậu đây ơi, là một cái xác phụ nữ nhưng tướng ngồi của một người đàn ông. Chắc chắn là một người đàn ông đang ngự trong cái xác này đúng không? Muốn trở lại cái xác của mình, muốn lấy lại được những cái gì thuộc về mình để mình sống gọi là bình thường nhất, đơn giản như cuộc đời mình. Thì bây giờ có một cách. Cách gì? Nếu hai bác làm theo con cách này, hai bác sẽ trở lại được như ban đầu. Cách gì con? Hai bác chỉ cần sống một cách bình thường, chan hòa, biết nghĩ cho người khác. Trước khi làm điều gì, hành động chuyện gì, suy nghĩ chuyện gì, lời nói gì, hai bác phải suy nghĩ trước để mình không có phạm phải những cái tội lỗi. Để chi? Để vũ trụ sẽ không đưa ra những hình phạt này, để đổi đi những cái linh hồn của hai bác. Thật ra không phải chỉ là hai bác đâu, ngoài kia còn rất là nhiều người sống rất là sai. Cho nên nó đàn ông bị thành là tánh đàn bà, và đàn bà tánh rất nóng như đàn ông. Họ bị đổi một phần vía phần hồn của họ mà họ không hay. Vậy thì bây giờ có cách này. Chỉ cần trong vòng 99 ngày hai bác chỉ cần sống rất là đúng đắn. Đây là cơ hội để chuộc lỗi. Hai bác sống đàng hoàng lại với con cháu, đặc biệt những người thân xung quanh mình. Và những người đến với mình đều là cái duyên, những người gặp mình trong cuộc đời này đều là cái nợ với mình, thì mình phải trả. Mình sống đàng hoàng, mình sẽ được trở lại với lực hồn, vía và xác của mình như xưa. Như vậy là sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Chính xác. Và nghĩ khác đi. Chính xác. Đúng rồi. Hai bác có đồng ý không? Đồng ý. Trời ơi, nóng nực quá. Thiệt, kiếm bộ đồ tay ngắn không ra, đầu cổ tùm lum nè. Không lẽ giờ đi cắt tóc, cắt đầu đinh cho nó khỏe chứ. Gì? Cái gì mày? Cho con mượn chai nước hoa này của dì nha. Không lấy gì đó, lấy đi về ơi. Ê, khoan. Ơ? Gì vậy? Không được. Sao vậy? Sao chị kêu với con quá vậy? Cái gì cũng được nhưng riêng chai này là không được. Tao cho con mượn đi, lát con đi chơi với bạn trai. Nguyên cái phòng đó đó, mày muốn lấy gì đó mày lấy mày ơi. Đừng có lấy chai này của tao được rồi. Thôi, cho con mượn đi. Khoan, mày nói mày có bạn trai hả? Bạn trai mày là thằng nào? À, bồ nói là bồ của con. Trời ơi, cái gì ngang trái vậy mấy bà? Dì coi phân xử đi. Chị em mà nó giật bồ con á. Cái gì? Không có chị em gì ở đây hết nhá. Một khi là có bạn trai á thì không có chị em nhá. Sao mày giật bồ tao? Anh ấy nhắn tin cho tao trước. Tuy là ảnh nhắn tin cho mày trước nhưng buổi hẹn hò đầu tiên là tao với ảnh. Tao không cần biết. Mày không có cái quyền đó. Tao không biết đâu. Trời ơi. Gì? Nó, cái gì coi nó. Muốn gặp. cái này là của tao. Trời ơi, chị em tụi mày tự mà chia nhau bạn trai đi. Bây giờ tao biết rồi, tại sao bà Ngọc bà khùng khùng rồi. Trời ơi, Ngọc Trung. Ê, chưa nha. Việc gì? Chưa cái gì, có thấy nó nhảy số 1 không chưa? Đợi trọng tài coi lại màn hình nữa. Trọng tài chưa dơ cờ Việt Vị là chưa Việt Vị này nhá. Mày biết luật không? Anh biết đếm không? Anh thấy bây giờ nó đang để số 10 không? Nhưng mà người ta chưa coi lại màn hình sao mà biết? Cái quan trọng là nó đã đẩy số rồi, có nghĩa là nó đã công nhận bàn thắng rồi. Này nhá, anh đừng có mà ăn gian. Trung tiền. Đưa tiền đây. Này, đứng lại. Muốn vậy? Này, đưa tiền đây, đừng. Tao không đưa đó, nó việc gì rõ ràng. Đừng mà chơi ăn gian nghe chưa? Cái gì vậy trời? Sao ồn ào nhức cái đầu quá luôn á. Chủ con nói chú nghe nè, nó coi đá banh với con mà trơn gian. Cái trái banh nó việc gì rõ ràng, nó kêu con Chung tiền. Cái video nào, trọng tài giơ cờ chứ mà kêu Việt Vị. Trọng tài công nhận bàn thắng rồi. Mày biết được không? Bây giờ không cần công nhận hết, cái quan trọng là nhảy số là phải Chung tiền, đưa tiền. Nhanh lên. Tao không đưa. Đưa điện thoại đây, đưa điện thoại đây cho chú xem. Chú nhìn quả này nhá. Đấy, mà anh ấy kêu là Việt Vị trong khi mà đây tỷ số nó nhảy là 1-0 này. Ê xí một cái đi, tự nhiên đưa đá banh đá cho đàn bà con gái coi, hiểu mẹ gì đâu. Việc gì là gì, ăn được không? Thôi không cần biết. Chung tiền, không trùng không, cô Chung tiền. Ôi Chung tiền đâu, nhanh không có mà, ui bạn ạ. Không đưa đó, tao không đưa. Đừng có quấn tao nữa. Tao không đưa. Đi chú đi ra, thằng con. Tao không đưa. Đưa tiền đấy. Buông tao lại. Tao không được. Thiệt sự á, tao không đưa. Bây giờ tao biết tại sao á, ông già nó bị điên điên khùng khùng, sống chung với tụi bay, làm sao ông tỉnh được. Hôm nay chú Vàng cột hai chùm ta. Ông vàng mà chắc tao bị điên rồi mẹ ơi, tao bị điên rồi. Bởi vì bà phiền phức, mai đại rứa cáo bà lỗ mặt được rồi, bà đặt mặc chiếc áo tay dài, còn nịch tùm lum. Không nịch thì nó quơ khó chịu chết. Chứ ông sao? Dòm coi thân xác này nghĩ làm sao vậy, để cái hàm rau ngứa gần chết vậy đó, ăn uống gì cũng dướng díu hết trơn trọi á. Đó kìa giờ mãn mặt kìa. Ông có ý thức được á là ông đang trong thân xác của tôi không hả? Tự nhiên đội cái nón lên, nhìn ó đâm ghê chưa? Bà không ó đâm mà, bà là đại bàng đâm bà chứ đừng nói mà ó đâm. Nè cha già vừa phải thôi nha. Tự nhiên cái thân xác đàn ông của tôi nó đẹp đẽ biết giường nào, hàm râu quyến rũ, đi cột tay cái nơi như Hồng Hà Nhi vậy đó. Nó già già nó quyến vướng khó chịu. Mà phải nói nha, công nhận già chứ cũng còn ngon lành à. Sẵn à, hiểu gì giỡn ra. Ê thằng cha già, ông có lén phén tôi làm gì rồi đúng không? Lén phén làm gì? Nè tôi nói cho ông biết nha, ông mà lỡ mà ông có làm gì á là tôi nói là tôi dạt đó. Chắc bà không có làm gì tôi. Bà đã cũng phải là nhìn được cái thân thể ngà ngọc của tôi rồi chứ đừng có giỡn. Tại ông hết á, tại bà hết á. Bây giờ tự nhiên dướng trong cái thân xác này, kẹt trong đây nè, rồi không ra được nè. Cô điên khùng không? Tại gì? Tại cái quạt gió của ông chứ gì. Nè đừng tưởng tôi không biết. Bữa hổm tôi chọi cái quần vô cái quạt gió, tôi thấy rồi đó. Thấy gì? Cái quạt gió này là chính tay tôi. Một tay tôi chạy ra ngoài chợ lớn, tôi mua mà. Hồi đó mua 32 đồng, tôi nhớ lắm á. Thấy người ta trong kiếp xá nực, thấy vậy mà chạy đưa mua cho. Ai mà có về mấy chục năm chửi nhau như chó với mèo, vậy mà cũng giữ. Nhìn gì? Bây giờ mới thấy tôi đẹp hả? Chắc người ta không giữ này. Nè cha già, giờ sao dám lục đồ tôi hả? Cái chai nước bông này nè, hồi đó là tôi cấp của mẹ tôi tặng bà. để bà đi học bà xịt cho thơm với người ta. Vậy mà có người không dám xịt, sợ hết. Rồi, chắc không thương tôi. Thương cái cù lôi. Tại vì tôi hồi đó là tôi thấy chai dầu thơm xịt lần hai lần được, tự nhiên cái xịt tới lần thứ tư thứ năm cái nó hôi. Ôi tánh bà tôi rành quá mà, già hết rồi, trẻ không có đến được với nhau á, thì bây giờ già mình làm tri kỷ được không? Không gây không cãi nữa được chưa? Bộ chắc tôi muốn cãi với ông á. Mà nói nào ngay, mấy hôm nay á, sống trong thân xác của ông tôi mới biết á, thì ra ông cũng còn thương tôi, còn tình cảm với tôi lắm. Tôi cũng vậy, mấy nay sống trong thân xác của bà, cũng biết là người ta cũng còn thương tôi. Thì đó, mà tại lỡ chửi nhau như chó với mèo quen miệng rồi, tự nhiên hàng xóm đi qua đi lại tự nhiên thấy hai khỉ già quấn nhau nói lời ngon tiếng ngọt, kỳ chết. Thôi bà ơi, ai mà giờ nói ngon ngọt được với bà. Thôi hiểu nha rồi đó, bắt tay làm quề. Cái gì vậy cha già? Bắt quả tang. Cái gì vậy ông nội? Cái gì vô ôm tôi vậy? Nè ha, thì ra là mấy bữa nay chú với dì giả khùng giả điên lừa mấy đứa con nít này để che giấu đi cái mối quan hệ mập mờ của mình. Dạ hồi nào mày? Mập mờ hồi nào? Bả mập rõ ràng luôn á. Ai làm gì rồi văng văng díu díu mập mờ vậy mày? Nó cùng mới điên rồi ăn bạc tay à? Thật ra là hai người gù nhau rồi sợ tụi con chọc quê chứ gì. Giờ mày quê nè. Liêu bà nội cha, bà thấy chưa nổi rồi là trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Ê, ông già ê, mình đổi lại rồi nè ông già. Tôi lép lại rồi. Tôi lép lại rồi đó. Giả bộ cái là cái ôm tôi à? Thiệt á, thiệt á. Ai giả bộ ôm bà? Ông bà nhào tới bà ôm tôi thì có. Là mỗi chuyện này, bởi vì tôi nói mỗi chuyện này đều là do ông hết. Bà đó hết á, cái quạt này nè mấy chục năm rồi thì người ta giục mẹ nó đi, giờ người ta xài máy lạnh, ai xài quạt nữa, giữ làm gì cho tôi bị điện giật không biết à. Ủa chứ không phải tại bà hả? Tự nhiên cái quần tôi đang phơi mắc mới vậy, bà lấy cái quần đó về nhà rồi bà đổ thừa, bà du quan giá họa cho tôi, rồi xong bà đem cái quần đó bà chối với cái quạt của tôi. Nó xảy ra cái sự trời quá trời cái miệng rồi tí cô không cãi ông nữa, lấy lại tân xác rồi. Ê khoan, lấy chai nước bông về, lấy về đổ bỏ. Trời đất ơi, con mẹ già này bà vừa phải mà thôi nha, vậy đó mà vẫn còn trần gây. Nhìn gì? Vui lắm hả nhìn? Ủa, rồi là cuối cùng hai người có yêu nhau không ta?